Ngọc Thơ, Thời báo chấm Đề kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Liệu chính trị Việt Nam có thay đổi sau khi đảng dẹp hết phái thân phương Tây? Ngày 23 tháng 1 năm 2023, trên diễn đàn của VOA đăng bài Ông Phúc rớt đài là do vợ và người thân dính đến vụ Việt Á Bài viết dẫn kênh Channel News Asia của Singapore cho rằng cú rớt đài của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vốn buộc phải từ chức do có các cáo buộc vợ và người thân của ông dính đến vụ tham nhũng nổi cộm đã khởi động những vòng đua tranh chính trị mới khi đảng Cộng sản cân nhắc xem xét ai sẽ trở thành chủ tịch nước tiếp theo. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên cao cấp và điều phối viên chương trình nghiên cứu Việt Nam tại Viện ISIS, Yusuf Ishak, phát biểu trong chương trình Asia Tonight của kênh CAN cho biết, Tôi nghĩ lý do chính là vợ và một số người nhà của ông Phúc bị cáo buộc dính đến một số vụ án tham nhũng. Trong các thông báo chính thức, đảng không đề cập đến những chuyện tham nhũng này vì tôi nghĩ họ muốn giữ thể diện cho ông Phúc và cũng để bảo vệ tiếng thơm và hình ảnh của đảng trước công chúng. Ông Hiệp cho biết, họ không muốn người dân tin hoặc nghĩ rằng ngay cả những nhà lãnh đạo cao nhất của đảng cũng tham nhũng. Hình ảnh bài viết trên trang VOA, chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra được 10 năm. Nhiều vụ án lớn đã bị phanh phui, nhưng sự chú ý của dư luận đã tập trung nhiều hơn vào nạn tham nhũng trong đại dịch kể từ năm ngoái. Đó là do vụ bê bối Việt Á và chuyến bay giải cứu đã ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân trong đại dịch khiến công chúng phẫn nộ. Bình luận về vấn đề này, VOA dẫn lời giáo sư Carl I. Taylor nói với CAN. Vụ tham nhũng Covid thực sự quá đáng giận. Nó ảnh hưởng đến người dân những người thực sự bị sốc và phẫn nộ khi biết rằng các quan chức trục lợi trên chính nỗi khổ của người dân. Trước đây, chính quyền Việt Nam truy lùng những người phạm tội tham nhũng. Giờ đây họ mở rộng tới những người tiếp tay hoặc khuyến khích tham nhũng. Và những mạng lưới này đang bị phanh phui, ông Thầy Giờ nói. Giáo sư Thầy Giờ là giáo sư danh dự từ trường khoa học, xã hội và nhân văn thuộc Đại học New South Wales, Úc. VOA dẫn tiếp lời tiến sĩ Hiệp nói, đảng đang nghĩ cách chống tham nhũng hiệu quả hơn. Một trong những cách làm là bắt các quan chức phải chịu hậu quả không chỉ về việc họ làm, mà cả những gì người thân và thuộc cấp của họ làm. Ông Nguyễn Xuân Phúc được xem là một nhà lãnh đạo gần phương Tây, có công giúp nền kinh tế đất nước tăng trưởng tốt và giúp giảm những món nợ công khủng do người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng để lại. Trong nhiệm kỳ ông làm thủ tướng, Việt Nam đã có tăng trưởng kinh tế trung bình 6% một năm và ký được một số thỏa thuận thương mại tự do cho Việt Nam. Ông được nhiều người ghi nhận là đã đẩy nhanh các cải cách có lợi cho doanh nghiệp. Hình ảnh vàng lãnh đạo Việt Nam. Các cuộc thanh trừng mới đây của Đảng đã để lại những chiếc ghế trống trong Trung ương Đảng và bộ chính trị, cơ quan ra quyết định cao nhất của Việt Nam. Có những lo ngại về những người kế nhiệm vì họ thiếu kinh nghiệm và không có những mối quan hệ ngoại giao tốt có nhiều quan điểm trái ngược về việc liệu môi trường chính trị bất ổn ở việt nam có làm cho các nhà đầu tư nước ngoài e ngại và gây cản trở cho tăng trưởng kinh tế hay không voa dẫn lời tiến sĩ hiệp cho rằng cho đến nay chính quyền việt nam đã làm việc này một cách có tính toán và có phối hợp để kiểm soát các tác động có những vấn đề trước mắt nhưng họ có thể phải trả cái giá ngắn hạn này để đạt được mục tiêu về lâu dài đó là kiểm soát tham nhũng và cải thiện tính minh bạch trong chính phủ và cả trên thị trường một số quan điểm khác thì lại e ngại khi phái thân phương Tây bị dẹp bỏ hết, phái thân tàu, toàn quyền và Việt Nam hoàn toàn chịu sự chỉ đạo từ phương Bắc thì chắc chắn xã hội sẽ ngột ngạt hơn, việc phát triển kinh tế vì thế cũng bị ảnh hưởng theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Liệu chính trị Việt Nam có thay đổi sau khi đảng dẹp hết phái thân phương Tây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký Kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Ngọc Thơ thời báo chấm D Kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Đảng quyết tâm dẹp hết phái kỹ trị có xu hướng thân tài trong một bài viết mang tựa đề thẻ đỏ cho chủ tịch nước mang kịch chính trị lớn nhất của Việt Nam trong nhiều thập kỷ đăng trên phonechrome. Ngày 17 tháng 1 năm 2023, học giả Lê Hồng Hiệp, một nhà quan sát chính trị Việt Nam, thành viên Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, cho rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính trong tương lai có thể sẽ gặp rắc rối do liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Bà Nhàn mới bị kết án 30 năm tù giam vắng mặt về hai tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ trong vụ án tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Trước đó, hồi tháng 8 năm 2022, cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế AIC và bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh hồi năm 2012. Đó chính là khoảng thời gian ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Hình ảnh bài viết trên trang Facebook của học giả Lê Hồng Hiệp Hiện gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc đang bị đồn đoán là trùm cuối của Việt Á. Chắc chắn công an đã nắm rõ nội tình, nhưng vì uy tín của đảng mà họ vẫn chưa công khai hết mọi chuyện. Chuyện về gia đình ông Phúc đã râm ran dư luận trong một thời gian dài. Đó là sự dính líu của vợ con và bà con họ hàng nhà ông trong vụ kích test Việt Á. Chuyện đồn đoán đã trở nên rõ ràng hơn khi bà Nguyễn Bạch Thùy Linh, 45 tuổi, bị bắt. Bà Linh là giám đốc công ty S&B Holding, mà công ty này liên quan đến một loạt các doanh nghiệp họ SNB, trong đó công ty Thế giới tuổi thơ và công ty phân phối SNB. Mà cũng theo đồn đoán công ty Thế giới tuổi thơ là do bà Nguyễn Thị Xuân Trang, con gái của ông Nguyễn Xuân Phúc đứng sau và nắm quyền sở hữu. Như vậy công an đã mò vào đến tận sân sau nhà ông Phúc. Theo luật Bất Thành Văn, xưa nay mọi đấu đá chốn cung đình của Đảng Cộng sản đều là thông tin mật, thiên hạ đồn đoán thì cứ đồn đoán chưa bao giờ có thể kiểm chứng mà chỉ có thể mò mẫm theo những hiện tượng kể cả trong cuộc chiến khốc liệt giữa ông nguyễn phú trọng và ông nguyễn tấn dũng thì dư luận cũng chỉ biết những thông tin do nội bộ tuồn ra ngoài chứ không hề có những công bố chính thức cho đến bây giờ người dân có thể thấy một hiện tượng đó là hễ ông nguyễn phú trọng định bồi dưỡng ai trở thành người thừa kế thì người đó sẽ không được trung ương đảng chấp nhận thậm chí còn thân bại danh liệt có thể kể đến những trường hợp của phạm quang nghị Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Phượng, tất cả đều lui về làm người tử tế. Nhưng người dân không thể biết được sự thật đằng sau là gì. Lần này chuẩn bị cho đại hội 14 sẽ diễn ra vào năm 2026. Dường như ông Trọng đang quyết tâm dẹp bỏ hết tất cả các chướng ngại vật trên con đường tiến thân của những đệ tử đã lọt vào mắt xanh của ông. Đó là Vương Đình Huệ, là Tô Lâm, là Nguyễn Văn Thưởng và có thể còn những cái tên khác nữa. Hình ảnh ông Phúc và vợ Lần này có lẽ vì quyết tâm dẹp bỏ chướng ngại mà đảng phá lệ hoặc vì cuộc đấu quá tàn khốc trong khi ông Trọng lại muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nên dù thông tin vẫn còn rất mù mờ nhưng lần đầu tiên đảng công bố rằng ông Phúc phải chịu trách nhiệm. Lực lượng phía ông Trọng nhờ có trùm mật vụ Tô Lâm nắm trong tay thớp của tất cả các đối thủ nên lúc này là thời cơ tốt nhất để dẹp bỏ đám không chịu vân lời, đám đòi thân Tây thân Mỹ, đám muốn cải cách thể chế để phát triển kinh tế những điều này làm ông trọng khó chịu làm ông lo ngại chúng sẽ gây nguy hiểm cho vị trí độc tôn của đảng hơn nữa chủ tịch tập cận bình cũng đã căn dặn rằng cần phải giữ vững và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai đảng hai nhà nước vì chúng ta có chung tương lai vậy nên nếu để bọn thân tây thân mỹ lộng hành chủ tịch tập sẽ không vui và ông cũng mất đi vị trí quyền lực đó những phạm bình minh vũ đức đam những Nguyễn Xuân Phúc và cả Phạm Minh Chính là phải dẹp, dẹp hết và cuộc đấu cung đình vẫn không có chỗ cho người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin đảng quyết tâm dẹp hết phái kỹ trị có xu hướng thân Tây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh Youtube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm D